Thưa quý vị và các bạn, đêm nay vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Afghanistan trong khuôn khổ bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Huy Hoàng để có được những nhận định của anh về trận đấu này. Theo anh thì trong đợt tập trung lần này của đội tuyển quốc gia thì anh đánh giá như thế nào về chất lượng đội hình cũng như là những thành phần được triệu tập trong đợt tập trung lần này ạ? Vòng loại này thì dù rằng liên đoàn cũng đã về ban huấn luyện cũng đặt chỉ tiêu là có chỉ tiêu để phấn đấu, nhưng mà nghĩ cái quan trọng nhất là để cái lứa trẻ chuẩn bị SEA Games 23 này được cọ sát càng nhiều càng tốt vào cái mục tiêu cuối cùng là của SEA Games năm nay. Còn các cầu thủ bây giờ mang tên đội tuyển nhưng mà đấy là thay đổi trẻ hóa tất cả mọi cái, thì Hoàng nghĩ cái kế hoạch đấy của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng như là liên đoàn họ đã vạch ra rồi, thì Hoàng nghĩ cái đường đi đấy là rõ ràng. Với kinh nghiệm là một cầu thủ nhiều năm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia, thì anh có lời khuyên gì dành cho những cầu thủ lần đầu tiên được góp mặt trong đội tuyển Việt Nam lần này giống như Hoàng Văn Khánh hay là Hồ Tuấn Tài không ạ? Nếu huấn luyện viên xếp vào thì cứ chơi hết mình. Và còn ngồi ngoài ấy, thì các em cố gắng tức là quan sát và chú ý quan sát vị trí của mình trên sân, tức là mình cái vị trí mình hay sử dụng được đá trên sân. Về hai nữa là cái, ví dụ như hậu vệ thì quan sát tiền đạo họ đá như thế nào, thì mình phải quan sát được cái những cái di chuyển hoặc là cái phòng ngự mình có nên có những cái tình huống mà bàn của mình hoặc đối phương họ không nên vào cái tình thế đấy, thì mình lần sau cố gắng đừng có nên sử dụng vào cái vấn đề đấy. Và như quá những cái trận đấu ngôi ngoài đấy thì Hoàng nghĩ những cầu thủ trẻ sẽ nhìn nhận được thực tế. Đêm nay đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Afghanistan trên mặt cỏ nhân tạo, và điều này thì có ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam hay không thưa anh? Tại Afghanistan ấy thì người ta thuộc lại người Tây Á, người ta tố cáo về hai nữa, mình nhỏ mình đã bán đập tương mà đá bóng tâm thấp, tức là vào cầu môn mình lật bóng vào thì tâm thấp, thì mình nghĩ là cắt mặt đứng trước các cầu thủ Tây Á thì lợi thế rất là nhiều. Mà Hoàng nghĩ là trận đấu này mình đã theo cái chiều hướng đập tương hoặc là nói làm sao mà bóng chỉ tâm sệt là thuận lợi nhất cho đội tuyển Việt Nam. Theo anh thì đâu là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp đội tuyển Afghanistan? Không phải mà bây giờ mà kể cả hồi Hoàng tham gia đội tuyển ấy, cái sợ nhất của người Việt Nam là khi ra sân gặp các cầu thủ to lớn, to cao, là mình đã bị có một cái tâm lý chưa vững vàng để gặp những cái đối thủ đấy vì sợ bóng bổng. Và bây giờ các cầu thủ hàng phòng ngự mình ấy, thì lại có nhiều cầu thủ tự tin về kỹ thuật, lại giảm chơi kỹ thuật trước cái hàng phòng ngự đấy thì rất nguy hiểm. Cho nên Hoàng nghĩ là theo Hoàng thì các bàn hậu vệ của đội tuyển ấy, tốt nhất là giao bóng cho tiền vệ, thứ hai nữa là phất bóng lên tiếp cận cầu môn của họ, như anh Quế Ngọc Hải có lần chuyền bóng vượt tuyến đấy. Chứ còn mình đã càng phức tạp hàng phòng ngự mà đã càng phức tạp thì Hoàng nghĩ là cái sai số nó sẽ xác suất nhiều hơn. Chỉ mong là các cầu vệ cũng như thủ môn sẽ trong cái phòng ngự hoặc là khi có bóng ở phân sân mình cố gắng giải quyết nhanh xa cầu môn mình và thuận lợi nhất là đưa bóng lên phân trên cho đội mình để triển khai tấn công. Theo anh thì bên cạnh vai trò của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì chúng ta có cần một bác sĩ tâm lý dành cho đội tuyển này không ạ? Hồi trước Hoàng làm việc với các huấn luyện viên và cùng đi tập huấn ở châu Âu, các nước châu Âu thời Hoàng đang thi đấu ấy, thì Hoàng thấy các đội hoặc trên mạng tất cả mọi cái người giải quyết tâm lý cho cầu thủ về tâm lý tất cả trong thi đấu hoặc ngoài cuộc sống để áp dụng vô thi đấu là cái đề tốt. Nếu mà thời lúc Hoàng mà có cái vấn đề đấy thì người đầu tiên Hoàng gặp là Hoàng sẽ gặp cái người đánh giá tâm lý. Cái đấy rất là quan trọng cho một tập thể hoặc một cá nhân. Trận đấu đêm nay thì anh có nhận định như thế nào ạ? Nếu đá sân cỏ nhân tạo và cầu thủ của mình biết chơi đúng cái lối đá nhỏ và ngắn tương đấy thì Hoàng nghĩ tỷ số trận đấu này Hoàng nghĩ phải cách biệt 2 bàn. Việt Nam sẽ cách biệt 2 bàn.